Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về canxi. Canxi giúp hình thành hệ xương và răng, nó còn giúp cho các dây thần kinh và cơ bắp hoạt động và có vai trò quan trọng trong việc giữ cho trái tim khỏe mạnh. Khi canxi máu thiếu thì sẽ cần phải lấy được từ trong xương ra. Vì thế khi thiếu canxi ấy, thì xương sẽ là cơ quan hứng chịu hậu quả đầu tiên. Thiếu canxi thì sẽ gây còi xương, nó sẽ làm mềm và biến dạng xương, biểu hiện là chân vòng kiềng, ngực thì biến dạng, ở xương thì nổi u cục, đặc biệt là vùng đầu rồi vùng sườn. Lưu ý là dùng tóc vành khăn hay da mồ hôi trộm không phải là dấu hiệu thiếu canxi. Còn khóc đêm thì có rất nhiều nguyên nhân và thiếu canxi chỉ là một trong số đó. Bởi vì thiếu canxi ấy, nó sẽ khiến xương của trẻ bị tê, buồn, nhức mỏi, thậm chí là đau nhiều khiến cho bé khóc. Nguồn cung cấp canxi là sữa và các thực phẩm từ sữa, rồi đậu phụ, bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải, các loại đậu, cam, rồi quả sung, quả mận. Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi cần 500mg canxi mỗi ngày. Nếu lượng sữa bé uống mà đã đủ ấy, thì không cần phải uống thêm canxi. Còn chưa đủ thì nên uống thêm, nhưng cũng không cần phải uống liên tục. Tương tự với kẽm thì mỗi năm 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 tháng là đủ cho vi chất này.